Các nhóm vũ trang của người Palestine bắn gần 500 quả rocket về hướng Israel nhằm đáp trả việc Tel Aviv không kích làm rung chuyển dải Gaza. Quân đội Israel và các nhóm vũ trang của người Palestine ở dải Gaza đã đọ súng dữ dội xuyên biên giới vào ngày 10 tháng 5, với gần 500 quả rocket bị phóng về phía Israel. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF thực hiện các cuộc tấn công gây chết người vào những mục tiêu mà họ mô tả là thuộc về phong trào thánh chiến của người Palestine Islamic Jihad. Theo thông báo của Israel, vụ tập kích rạng sáng 9 tháng 5 đã khiến 3 chỉ huy cấp cao của Islamic Jihad thiệt mạng. Khoảng 6 dân thường Palestine khác cũng tử vong, theo thống kê của cơ quan y tế Gaza. Sau vụ tập kích của Israel, Hamas, tổ chức vũ trang của người Palestine đang nắm quyền ở dải Gaza phát đi tuyên bố hôm 10 tháng 5 ám chỉ rằng họ đang bắn rocket về phía Israel. Trước đó, IDF nói chỉ phát hiện ra rocket của Islamic Jihad bắn về Israel mà không có của Hamas. Tuy nhiên, sau đó, Hamas nói rằng các phong trào phản kháng của người Palestine ở dải Gaza đang hợp tác để dạy cho đối phương một bài học. Islamic Jihad là nhóm vũ trang của người Palestine ở dải Gaza có quy mô nhỏ hơn Hamas. Theo IDF, gần 500 quả rocket bắn từ dải Gaza về phía Israel tính đến 21 giờ 30 ngày 10 tháng 5 giờ địa phương. Trong số đó, phòng không Israel bắn rơi 153 quả, trong khi 107 quả rơi xuống dải Gaza khi chưa đến được mục tiêu. Một số khu vực ở Israel đã bị hư hại vì rocket nhưng chưa có thống kê chi tiết về thương vong và thiệt hại. IDF cho biết để đáp trả, các máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Israel đã nhắm mục tiêu vào hơn 40 bệ phóng tên lửa và súng cối của lực lượng Islamic Jihad trên dải Gaza, đồng thời cho biết thêm rằng họ vẫn tiếp tục tấn công tổ chức này. Israel tuyên bố, chiến dịch của họ vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu các bên sẽ thống nhất lệnh ngừng bắn. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa trước tình hình leo thang ở dải Gaza, đồng thời chỉ trích các cuộc giao tranh khiến người dân thường thiệt mạng. Một số các quốc gia như Ai Cập, Qatar đang tìm cách xoa dịu tình hình căng thẳng. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.